Xin chào mọi người, mình tiếp tục nâng cấp máy đọc lỗi. Giới thiệu mọi người, trên tay mình là máy của anh Huy ở Đồ Sơn Cầu Giao, và máy của anh là phiên bản sản xuất năm 2018. Mọi người nhìn thấy chữ mô tô mà số đầu là 18 thì là sản xuất năm 2018 đây này. Đó, 1808373, 1808 tức là sản xuất năm 2018 và là tháng 8. Bây giờ mình sẽ vào phần thông tin phiên bản. Máy của anh là bản V3.50A mô tô trừ B. Đó, V3.50A mô tô trừ B nhá. Mọi người nhìn giao diện rất bình thường. Bây giờ mình sẽ nâng cấp lên. Mình nâng cấp lên thì cái giao diện nó sẽ như là giao diện của máy 2019 luôn nhá. Mình sẽ xóa format hết cái này đi. Đây là cái phần mềm của anh, đây là 1808373 đây. Đó, mình đã copy lại rồi. Mở cái thẻ của anh lên. Đây thẻ của anh đây. Kích chuột phải và chọn chữ là format. Đấy, kích chuột phải ra chữ format. Start. Rồi. Format thành công. Bây giờ mình kích vào đây. Nó sẽ trống hết, không còn cái thư mục gì. Không còn thư mục gì. Đó, bây giờ mình sẽ paste nó vào đây. Giờ paste, mình sẽ paste cái phần mềm mới vào đây nhá. Mở lại. Đây. Phần mềm của anh ấy là 1808373. Rồi. Mình sẽ kích vào đây để giải lén ra. Rồi, mình đã giải lén ra đây, ở đây là 7 thư mục. 2 4 6 8 8 thư mục. Mình sẽ copy hết cái này vào. Rồi. Mình Ctrl A rồi Ctrl C. Bây giờ ấn Ctrl V. Rồi. 2 4 6 8, 8 thư mục. Rồi, như vậy là thành công rồi. Mình đã copy xong cái phần mềm vào cái thẻ nhớ của anh ấy. Và trước khi copy mình đã xóa hết cái thẻ cũ đi rồi. Xóa hết bộ nhớ thẻ cũ đi rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái thẻ nhớ này ra. Rồi, mình cắm vào máy. Rồi, và bây giờ mình sẽ cấp nguồn đây. Đây là nguồn ắc quy nhá. Mọi người có thể dùng cái kẹp cá sấu đi theo máy cấp nguồn ắc quy vào cho nó cũng được. Không nhất thiết phải cáp USB đâu. Nó sẽ có chữ Motobin. Ấn Enter cho nó chạy. Thao tác copy rất đơn giản, mọi người có thể tự làm ở nhà. Còn nếu ai không biết làm thì nhờ máy tính của học sinh hoặc là nhờ hiệu sửa điện thoại, hiệu sửa máy tính người ta sẽ copy cho mình. Vì những công việc này là họ làm thường xuyên rồi. Nó giống như việc copy file nhạc và file ảnh vào trong thẻ nhớ của điện thoại thôi. Chờ một tí cho máy nó nhận. Và khi máy nó nhận xong thì cái giao diện đây này, V5.0 đây này. Đó. Bản mới nhất là V5.0 của 2019 đây này. Rồi, mọi người thấy chưa? Cái giao diện nó khác hoàn toàn cái giao diện vừa nãy. Giao diện của nó có biểu tượng xe máy luôn nhá. Biểu tượng hình xe này, chuẩn đoán này, cài đặt thông tin phiên bản này. Thì mình sẽ vào thông tin phiên bản luôn. Đó, mọi người nhìn này, vừa nãy là V3 bây giờ lên V5 rồi. V5 rồi nhá. Đó. Và cập nhật là ngày mùng 10 tháng 12 năm 2019. Đó. Tức là hôm nay thì là 16. Nhưng mà cái bản này người ta viết cho mình là hôm mùng 10 tháng 12. Đó. Và để làm được như thế này thì đòi hỏi thứ nhất là tất cả các máy này đã mua ở đại lý Toàn An Đồng, thì Toàn An Đồng mới quản lý sơ đi của tất cả các máy này được.
Và hai nữa rằng mọi người phải chụp ảnh thông tin phiên bản, tức là chụp ảnh cho mình cái dòng phiên bản này gửi cho mình, thì mình mới viết ra file để gửi lên cho nhà máy và nhà máy sẽ lập trình cho mình. Sau đó nhà máy sẽ phản hồi giả lại cho mình cái phiên bản đời mới của năm 2019 và nâng cấp lên hoàn toàn là miễn phí 100%, không mất tiền nhé. Và nó sẽ thêm một vài chức năng mới, ví dụ như là phân tích tỷ lệ hòa khí A trên F, rồi là 90% tiếng Việt, và là nâng cấp những cái xe piezo hụt ga, tức là thay phần mềm những xe piezo, và còn nhiều chức năng khác thì mình chưa có thời gian để làm video cho mọi người. Và để nâng cấp như thế thì đòi hỏi mọi người phải đăng ký trước với mình, và vừa rồi mình đã đăng ký ở trên mình đã lập ra một bài đăng trên Facebook, và tất cả nhà, mọi người gần 100 máy đã đăng ký ở trên Facebook, và mình đã chốt danh sách hôm 30 tháng 11 rồi. Rất nhiều anh em gọi điện thoại đăng ký nâng cấp tiếp, nhưng mà mình đã chốt danh sách, chốt hạn rồi. Thì những máy sản xuất năm 2017, 2018 thì năm nay là nâng cấp miễn phí 100%, không có tiền. Còn ngoài ra nếu ai muốn cáp thì mua thêm cáp thì trả thêm tiền thôi. Thế còn những cái máy là mà 2019 thì sang năm 2020 sẽ được nâng cấp miễn phí tiếp. Mọi người thường xuyên để ý Facebook của Toàn Đồng để không bỏ lỡ các đợt đăng ký nâng cấp máy đọc lỗi MT.